ăn thịt chó. À, đây chị gái xinh đẹp. Đây này, xong bắt đầu em gái đẹp đẹp. À, em gái đẹp đẹp đấy à? Gọi em gái đẹp đẹp thì chú mày phải gọi mình nó bằng chị. Ờ. Đây này, đây. Quay này. Em phải ở đây. Ngon không? Một ngày bốn con. Một ngày bốn con. Đấy, mày cứ nghe tiếng ăn mẹ 200.000 à. Đây các bạn này, đây là quán thịt chó các anh em này. Đấy, cuối tháng là phải đưa anh em đến thưởng thức món thịt chó của người Lạng Sơn này. Đấy, quán rất là đông luôn anh em nha. Cứ đến cuối tháng là quán này rất là đông. Đấy. Có nghi ngút luôn anh em nhá. Đây là khu vực phố ẩm thực của Lạng Sơn. Đấy, rồi. Món nhiều bạn này. Đây là chỗ phải mua dưa đấy chứ. Có phải là một bữa này xong không? Đây nhiều gói. Em ơi, xong rồi ăn thế nào em? Đấy. Đường Bắc Sơn anh em này. Đây mình sáng ở kia hơi tối. Mua về xem bóng đá phải không ông bạn? Hôm nay còn đầu hả? Ừ, hôm nay Việt Nam mà. Năm giờ đá thôi không? Đang đá rồi sao? Ừ. Đây, mua này về sử dụng bóng đá tốt quá. Đợt này U23 đã hơi kém. Đấy. Vậy là đội Việt Nam là chắc là sẽ thắng một tỷ số rất là lớn đấy. Ai đá đội nào không biết. Đội này U23 này cũng không theo dõi, cũng không để ý. Nhưng hôm nay đá mà. Về rồi anh. Đéo. Khách đến phải khách quê đâu mà gì. Chả biết đâu. À, thì ông bảo ông ăn ở đây suốt rồi. Chắc là hay ăn ở đây. Thì đúng là khách đông quá thì mình nhớ đâu. Chả bóng đá là vui rất là lớn. Thì những khách nào mà mua nhiều mà hay mua thì mình nhớ đâu. Nhưng mà hôm nay, từ hôm nay là nhớ mặt ông ấy rồi. Chị có biết anh Lê Trung Vinh Lóc không? Nghe tiền quen. Lúc nào thấy ông ấy vào tận nhà quay. À, lúc nào thấy ông ấy quay. Đây này, đây là nhiều mặt nhá. Đâu ạ? Đây là măng nhá. Vâng, và đây canh măng. Nhưng mà những cái này là cái thịt chính. À, kia là thịt hấp. Rồi. Chân giò, dươn. Vâng. Lưới, đầy đủ hết. 20 canh là 100 em ạ. Vâng. 100 đi 200 là 300. Đấy, chú mua 100 này. Vâng. À, 100. 100 về làm mấy ông? 100 ngàn. 100 ngàn. Đấy, thoải mái là ăn rồi ông nhờ. Hai bố con. Mỗi nửa lít rượu nữa là được. Một cái đấy gì phải có mới được chứ. Hai bố con, một ông. Đấy. Đấy. Ông 85, con 65. Đó, vâng, cháu thấy ông ạ. Đấy, món này là món đặc sản rồi. Hôm nay Hà Nội ở đâu? Vâng. Tao đéo nói phét chú mày. Chẳng qua là cứ nói gì.